lóc đang review mọi thứ sống sinh tồn của anh em, chuồng con cá gì à, chuồng chuồng mấy lon anh em mọi người. Không hiểu nữa. Mua cái này nha anh em. Có giờ nha, mà nó thiệt chứ không có nha mũi là thâu như những em rồi đó. Cái đó là tao lên bên kia mà. Đó là một quả đại ông của con kia hờ, đem con treo quán. Rất là đầy đủ, nhiều dầu không muốn ngon. Xe nhiều dầu. Cá là dữ anh, cá cua dữ, ôm sùm dữ. Đâu đấy? Đồ cho hơn nè. À đấy chứ nó luôn. Làm cái vòm là treo bóng đèn. Đồ cho thằng đầu nha. Mà anh em đang mách bóng để tăng cường ánh sáng lên. Rồi.
chín đâu. Mà nhão. Cho nó nhiều hả? Em đang nấu cơm, cơm chín đang. Ngon quá thân rừng rồi. Thịt nhìn leo. Biết không? Này là miếng dưa leo này nè. Nước trong nhà. Leo nhà trồng. Bữa nó sai. Bữa nó dẫn 8 trái đầu bụng luôn á. Sao nghe ai đâu vậy? Thì ra thấy xuống qua nhà cho mất dẫn 8. Sao nghe ha? Ừ. Cóc không? 8 trái.